Ha. Dạ, xin em cháu xin kính chào cùng toàn thể cô chú anh chị xa gần thân mến. Dạ, em cháu tên là Nguyễn Văn Hồng, ở thì xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Dạ, số điện thoại của em cháu là 070-6398713. Dạ, hôm nay em cháu xin giao lưu cùng cô chú anh chị một mớ hoa kiển. Và trước khi quay, em cháu cũng không quên cầu chúc cho cô chú anh chị xa gần được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Sức khỏe đẻ da vàng, sức khỏe là trên hết. Mỗi clip mỗi chúc cho cô bác được thành công mỹ mãn trong cái công việc làm ăn của mình, và thuận lợi bình an, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Và em cháu xin xin được phép để giao lưu cùng cô chú là cây mai số 1, là cây số 1, cây mai sù nha cô chú anh chị, sù chảy nha. Đây là sù chảy sắp đèn cày á, nó dán thôi. Cây này là con thú nha, là cái đầu nó nà giống cái con gì trong hang ló đầu ra nè. Đó, nhìn bên đây thì cũng giống con gì đó, nhìn bên đây thì giống con gì không biết nữa, ai nghĩ con gì nghĩ ra, nhưng mà nó là hiện thời nó là con thú đó. Nhưng mà xù á, xù là 70% nha cô chú anh chị. Đây không có ấy ra, không có xịt ra, không có máy xịt. Nếu có máy nén xịt ra là mấy này nó dằn khè, nó xài chảy xù cục cục trơn nè, tại nó đóng gông á. Đây là xù hai đoạn, người ta ba đoạn, còn cái này hai đoạn. Hai đoạn là đây cục, trên đây cục, gọi là hai đoạn nha cô chú anh chị. Giờ cây số 1, cây mây vàng số 1, mây xù là 56 chiều cao. Hoành là 21 nha cô chú anh chị. Đuôi đầu đồ có đầy đủ nha. Nè cái đầu nó nè, thấy không? Mỏ lỗ mũi đồ có đầy đủ hết. Cái chiều dài của mình con thú nó ra tới đây lận nha cô chú anh chị. Là chiều dài của cái tới cái mỏ luôn là 37 nha, từ đây là 37 nè. Còn cái mình ở trên đây đó, là mình thân của nó là 16, 17. Cây mai sù số 1 là có giá 4,2 triệu. Cây này đẹp lắm nha cô chú anh chị, chơi đường nào cũng hay hết nha. Rồi cho xuống cây số 1 sù nè, để xích xích ra cây quế nữa, mình quay cây quế luôn. Rồi khế luôn, thảy lên luôn. Ghi số 1, số 2 nè. Cây số 2 là cây khế găng nha, tam tài. Trực bay cũng được, chơi cây bay cũng được, mà tam tài cũng được. Chiều cao là 31. Hoành thân là 36. Rồi cây này đẹp đó cô chú chị quái nha. Thân đó mình múa chơi sao cũng được, nó 2-3 đường chơi là. Rồi cây số 2 này có giá là 1,5 triệu. Đế nhiều nha. Rồi cây số 2 1,5 triệu. Cây số 3 cũng là một con thú này, về mình tán lùng cũng được, mình để gì chơi cũng hay nha cô chú chị. Cũng là cây khế găng nha. Chiều cao là 58, hoành thân là 24. Hai cục hai đuôi nó đó. Để đo cục dưới rồi nó nhiều. Cục này nó 34 nha cô chú anh chị, quái vô cùng nha.
Cục ngoài sau nó cũng đã ná nha. Chiều dài của con thú là 24 nha. Dư giò dư cẳng lum để ra chơi để còn không lọc lại lấy đủ giò thành thú đẹp lắm. Đây nè, giò nè, giò nè, lấy giò này là ra thú đẹp lắm, bỏ mấy con rể kia hết. Rồi. Rồi cây này có giá là 1,6 triệu. Cây số 4. Số 4 đó, số 4 là số 4 đó. Chiều cao tới ngọn đỉnh là 39. Cục này dữ dằn lắm nha. Mình đo ngay đây là đúng của nó nha. Khế găng này phải đo ngay đây là đúng đó nè. 53 hoành nha cô chú anh chị. Em cháu đo đó, ngay đó, đó là 53 hoành đó. Nó không có bị cắn rễ nha. Ngay nạt luôn đó. Nạt luôn là 53 hoành đó. Rồi cây này cây số 4 phải không? Cây số 4 cây này có giá là 3,8 triệu. Rồi. Cây số 5. Chiều cao 61. Hoành 30. Cái này có giá là 1,2 triệu. Rồi xuống. Số 5 1,2 triệu. Vinh tiếp mày. Đây nè, vô đây nè nha. Chiều cao. Cái số 6. Rồi được rồi. Một bọt. Giá siêu phong. Siêu phong hồi đầu dán cổ ra chiếc chi nhị diện ra nó về chậm như gì nè, gì nè chim chim vừa đó, nó ngay đó đàn gà lạ gớt nè, nó đẹp lắm. Cái này cắt lùng cũng đẹp mà để cổ chi cổ gì chơi cũng hay, dễ ra tàn ra chi là chơi đó nha cô chú chị. Nó chi đã có sẵn bự rồi nha, thì mình chờ nó ra cây ra lá ra đọt ra tàn. Một thước 23. Yeah. Cái đầu 33 hoành. Mình đo cái mình của con thú cái dáng thú nè. 65 hoành à, 65 cái mình đó chiều dài đó. Bao hoành cái chiều dài. Dài 28, 27. Bề ngang này là một tắc 7 nha. Rồi. Rồi cây số 6 có giá là 3,5 triệu. Xuống nhận ơi. Vô, xích vô chút. Rồi cây số 7. Cây số 7 cây trực lắc nha. Cũng là một cây khế găng nữa nha. Khế găng nu không nha cô chú chị, chứ không phải găng bẹ, găng nu không nha. Găng này là càng nuôi nó càng lên nu đẹp nha. Chiều cao 94. Quạnh đây là 38 nha. Đây là 47 nha. 46. Nó đo ngay đây là đúng rồi nè, 46. Rồi cây này 2,8 triệu. Cây số 7 phải không? Để đại ngoài này đi.
Rồi để thầy thảy lên, thảy đó lên. Cây này cây số 9 phải không? Số 7 hay số 8? Trời. Số 8 số cây này thôi. Cái, không thôi bài cái khế găng dán này dán cây gậy vậy trời. Cái khế giống cây gậy hết sao quá đẹp mà. Cái mã số 8 cây khế găng cô chú anh chị đế ba cào nha, chiều cao là 42, ngày dài là 37 cái cặn nữa, đó là 37 đó. Hoành 32. Rồi cây số 8 có giá là 1,6 triệu. Rồi. Xuống. Cây số 9 trực lắc em tán ở đây cũng được nè, tán ngay cái này cái chơi nó đẹp nè, để vậy đi. Cây này nó mạnh cây lắm nha cô chú anh chị, để trong mát không nha, thế quay đem ra quay chứ không có để tùm lum, cưng cây dữ lắm. 63 chiều cao. Hoành là 38. Hoành 38. Rồi cây này có giá là 1,4 triệu. Cây số mấy vậy? Cây số 10. Cũng là cây trực lắc luôn, cắt lụm cũng được luôn, chơi tàn cũng được mà cắt lụng cũng được luôn, hạnh sai luôn con ốc à, cục này giống ốc mà. Chiều cao là 87. Hoành là 35. Rồi cây này có giá là 1,4 triệu luôn. Số 10 triệu tư. Cái này đó phải không? Ừ. Số 11. Số 11. Rồi, được rồi, kệ đi. Bài. Cây dán 5. Cây này đẹp lứ rồi. Chiều cao là 74. Hoành 29. Cũ của nó là 53 nha. Đấy, cũ này là 53 nè. Cái này đẹp lắm nha cô chú anh chị, lên cái chậu một cái là tình đời luôn á. Rồi cây này có giá là 2,8 triệu. Quá rẻ ha. Mạnh khỏe nha, bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Có 11 nhiêu? 2,8 triệu. Rồi tiếp theo số 12. Rồi cây số 12 là cây kim giòn nha cô chú anh chị. Nay có một mớ hàng mình sổ giá ra, sổ giá ra. Chiều cao 35. Hoành 40. Rồi. Cái này có giá là 900. Số 12 900. Số 13. Kim giòn luôn.
Chim giòn thấy chứ ra đẹp lắm, ra bông đã thơm, dày đặc bông ở thơm. 40 chiều cao. Hoành là 60. Rồi cây này có giá là 1,5 triệu. Cây này ra bắt ra là đúng cây bài nha. Chi một đây nè, rồi chi phong đây nữa, nói ngọn đây nha, lợp đây cái nữa. Chi hai đây nè. Rồi. Cái số 14, chú thủy này đó lại mẹ quay. Cái số 14. Phải không? Phải 14 không? Chiều cao 48. Hoành 43. Rồi cây này có giao lưu cùng cô chú là 800 nha. Cái này mua 1,000,000 mấy giờ bán là 800 đó, lời ngược mấy trăm rồi đó. Nó để tàn cao bán mẹ rồi. Lời quỷ kia cắt cái hư hình luôn. 15. Cây số 15 kim giòn. Có xấu có đẹp bán được nha. Không đẹp không cũng không. 50 chiều cao. Hoành 47. Rồi cây này 800. Kim giòn luôn nha. Ôi ơi, bưng không. Số 16. Cái sùng nó ra với cái cách đó nè. Cái chung nu bông trắng hết trơn nha. Bông năm cánh trắng giả trơn đẹp. Mình hớt cái bớt cái chi một cái hớt rồi bữa hổm nó đặt lự trơn cái chi một đó. Cái mâm này là bông nhiều lắm, cây này về là vô chậu chơi nha cô chú anh chị, không chờ không đợi nữa nha. 70 chiều cao. 36 hoành. Cái cục của nó nha, cục của nó lành thẹo quái đẹp lắm. Cục của nó là 63 nha. Nè, cuốn kéo chỉ mạnh rồi nha cô chú anh chị. Rồi cây này có giá là 1,8 triệu. Cây số 10 mấy? Hả? Cây số 17. Bôi số 10 rồi đó. Để đi. Chiều cao 34. Hoành 33. Cây này cây lá lớn nha, chiếu thủy và đen lá lớn mà nu cục cục nữa, loại giống nu Ấn Độ á. Rồi, cây này có giá là 600. Cái sung nè. Cái sung lên để sung túc. Lấy cây chiếu thủy ra luôn. Cây số 10 mấy vậy? 18, đọc lớn lên tôi nghe. Có thấy đâu? Rồi ghi cây nào thấy lên thì 18 vậy đó. Đọc 18 đi. Không đọc họ cây nào cũng hỏi. Đọc mày không nhớ mà chắc người ta. Tùm lum nha. Không nhớ sao tùm lum được. 19, 29 chiều cao tới ngọn nha. Ngày số mấy quên nữa rồi. 18. 35 hoành. Cái sung này đẹp lắm nha cô chú anh chị. Một cục vậy đó. Rồi cây này có giá là 1,2 triệu. Sung này sung nội nha, sung nội á chứ không phải sung số 19. Sung ngu. Số 19. Cây chiếu thủy da đen lá lớn nha, chứ không phải chung nu nha. 35 chiều cao.
Hoành 30. Cây này có giá là 600. Cái số 19. Số 20. Lá cách ghép trăm hương. Thì số 20 lá cách ghép trăm hương nha cô chú anh chị. Mạnh khỏe nha. Đế đẹp nha. Tiền đây nha. Chiều cao 72. Hết ngọn nữa, 72 nha. Hoành là 77. Rồi cây này có giá 2 triệu rưỡi. Lá cách ghép xăm hương nha. Cây số 21, cây nguyệt quế ra, lá nhỏ bông chùm ra. Lá nhỏ, lá sắn bông chùm. Chiều cao là 111. Hoành là 55. Rồi cây này có giá là 1,8 triệu. Cây 21 có giá 1,8 triệu. Cây này cây kẻ nó nha, không có hư hao gì trơn nha. Rồi. Rồi cây 22 là cây nguyệt quế bonsai đại nha quý vị, đế bonsai khủng nha, nguyệt quế khủng bonsai đại nha. Cây này quay từ từ, hàng này hàng VIP, không hư không lũa gì nha, bao sống bao ship toàn quốc nha, còn nhánh thở đầy đủ nha. Cây này là bao hàng luôn đó, không bao giờ còi chừa nhánh thở gì là không bao giờ có sao. Mặt tiền đây nè nha cô chú anh chị. Chiều cao là 105. Nếu mình cắt ngay đây cũng được nha, mà để đi đi quế đứng chỗ cắt. Giờ mình đo cái hoành thân cho cô chú anh chị mình coi nha. Đây là 80 nha. 80. Đó xích lên ngay cái eo nè. Cái eo này là 70 69 nha, 70. Đúng chi đúng đọt nha. Bonsai đại à, này nữa lợp cái tàn đẹp lắm nha cô chú anh chị. Rồi cây số 22 xin báo giá cùng cô chú anh chị mình cây bonsai đại khủng, nguyệt quế khủng bonsai đại, lá sắn bông chùm, có giá là 22 triệu. À, bao ship toàn quốc luôn. Cái này mình mới bứng về 3 ngày nha cô chú anh chị. Nó bứng về 3 ngày thôi. Rồi hết rồi hả ta, còn cái gì nữa không? Rồi cây số 23 là cây mai. Cây mai vàng nha. Mai vàng đua nở khắp nơi, an khang thịnh vượng, món quà đón xuân nha. Mùa xuân đến cho mai vàng đua nở. Cống số 2 là xứ sở quê tôi nha. Quê tôi ngay cống số 2 nha quý vị. Đó cầu cống số 2 ngoài trước đó. À, chiều cao bây giờ mình không có đo nó chính xác được, bây giờ cho 2 mét nha cô chú anh chị. 2m2 đi. Cái này là mét rưỡi nè. Đó mình đứng đó là mình mét rưỡi đó là canh. Cái đường kính tàn cách 2 mét. 2m rưỡi.
Đó Hoành nha. Hoành đây là 58 nha cô chú anh chị. 58. Nè 58 là mình đo nó cắn dưới đây nè nha. Còn ở trên đây sát ở trên đây là 49 nha. Đo cắn xuống tới đây là 58, 49. Rồi qua vòng vòng đi. Hả? Luôn. Quạnh đế khủng nha, đế là đế trứng, đế lựu đạn nè, kêu đế lựu đạn. Ai mà nổ nhiều thì mua lựu đế lựu đạn về. 1m4 của anh, dòng đế 1m4 nha. 1m4. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 78. Rồi đi vòng vòng đi. Mai này là mai vàng miền Tây nha cô chú anh chị, chứ không phải là mai vàng Long An nha. Long An là mình không có mua nha. Mai vàng miền Tây. Cái gì? Hả? À, chi cành thì ta giờ ta biết rồi, búng cùm tay nha, chi cành bự nha. Rễ nó có cục nhiều lắm rồi nha cô chú anh chị. Ngày xưa người ta trồng trong chậu lâu đời lắm rồi, cái đầu nó mới thảy xuống mô nè, cục cục vậy đó. Cục bành 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 không à. Rồi, cây mai này em cháu xin mà xin mãn phép báo giá cùng cô chú anh chị là 16 triệu bao sống bao ship nha, toàn quắc nha. Ba sống ba xích toàn quắc là 16 triệu, là cây mai vàng, cũng là cây mai cuối clip của em cháu. Và trước khi dứt lời, em cháu xin chúc cho quý vị được dồi dào sức khỏe, vạn sự mê ý như ý, thành công thành đạt. Rồi hết.